Thì hồi đó cũng là có nhưng còn ngại lắm ngại dữ lắm, cũng đưa đưa lại vậy nè, ai cũng vỗ tay kêu hôn đi hôn đi đó. Rồi cũng cũng nhích nhích vô chút xíu rồi kêu lên giường trước đi, rồi mình không thẳng phải mò mò lên sau đó. Rồi cái cũng ngồi đó nói chuyện một hồi ra Nguyễn nằm xuống. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 20:00 cùng ngày trên kênh YouTube NCV Media và cổng thông tin Netlove. Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosu Gold ít đường tiêu hóa khỏe trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là MC Quyền Linh. Linh xin chào quý vị, chào Ngọc Lan, chào mến. Rất là nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chương trình này, rất là nhiều nụ cười, niềm vui, hạnh phúc. Những giọt nước mắt buồn có, vui có, hạnh phúc có. Tất cả những cảm xúc đó nó luôn đong đầy trong mỗi chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế. Đó là câu chuyện của người đàn ông mang tên Nguyễn Công Huyền, 57 tuổi, và người phụ nữ cô là Phạm Thị Lành, 55 tuổi. Họ đã kết hôn 30 năm rồi quý vị. Tổng cộng số tuổi cộng lại của hai người là 112 tuổi. Để xem câu chuyện như thế nào nha. Xin mời quý vị. Con mời cô chú ạ. Con chào cô chú. Chào anh chị. Chào anh Hoàng Linh. Dạ, xin chào anh. Xin mời chị vào ngôi nhà Tình Trăm Năm của chúng tôi ạ. Chào chị. Mình có món quà. Có quà hả? Dạ có quà. Dạ, tặng cho Nguyệt Linh. Dạ. Mình có quà tặng cho cô Ngọc Lan. Lần đầu tiên mình mới gặp. Cái này dưa leo. Anh làm gãy á. Dạ khô nè. Dưa leo làm chua. Dưa non đúng không? Dưa nụ á. Dưa nụ rồi mình muối chua ngọt. Trời ơi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cảm ơn. Rồi cắt đi. Kêu mấy nhỏ nấu cơm liền nha. Rồi mời anh chị ngồi ạ. Dạ. Mời chị. Dạ, cảm ơn. Xin mời anh ạ. Cảm ơn Quyền Linh. Mình quê ở đâu anh? Dạ, tôi tự giới thiệu là tôi tên Nguyễn Công Huyền, năm nay là 57 tuổi, ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Anh tên Huyền đúng không? Dạ. Em tên Linh, gọi là Quyền Linh. Tôi tên Phạm Thị Lành, 55 tuổi, mình đến từ Trà Ôn, Vĩnh Long. Dạ, vậy là cô chú cùng quê với nhau. Dạ, cùng quê. Cùng quê luôn. Cô chú kết hôn là 30 năm rồi. Vậy thì hơn 30 năm trước, ngày đầu tiên cô chú gặp nhau là như thế nào, cô chú nhớ không? Ngày đầu tiên thì cũng như không có gặp nhau. Nhưng mà nhờ cái anh bạn rể hiện giờ đó, thì anh giới thiệu tôi có mà đứa em vợ. Là nó cũng xinh lắm. Thôi bây giờ tôi đi dắt em đi qua bển coi được không, cưới. Cột kèo giới thiệu. Bây giờ cột kèo giới thiệu. Hồi trước là anh em ở xóm thôi. Rồi sau này mới là đúng là thành cột kèo. Ở xóm mới thành cột kèo luôn, nhờ ở xóm mới giới thiệu qua luôn ha. Rồi qua gặp luôn. Thấy con này là thích rồi. Ủa, vô gặp là thích liền hả? Định là không chịu, nhưng mà ông nội rồi ông nói bây giờ tao đã già rồi, mày phải lo cưới vợ cho nhanh đi, chứ để tao chuyện tao mất thì sao tao biết cho cháu dâu. Đó, rồi tốn cùng lại suy nghĩ hoài. Nên là thôi chấp nhận. Ủa nhưng mà mới lúc qua đó là thấy chuyện sao? Thấy thì trong lòng thì thích, nhưng mà cũng chưa là thích lắm. Tại vì... Thôi chứ thích ha. Thôi, tại vì hồi trước tới giờ chưa quen biết nhau. Lúc anh qua đó thấy anh sao? Hồi hộp lắm. Tại vì mai mối chứ không có quen trước mà không có thương, chưa có cái tình cảm gì trơn á. Cái người cha mẹ định vậy, cái người mình nói thấy chỗ đó vậy đó gả thì mình cũng làm thinh, chứ mình cũng lúc đó mình còn mắc cỡ lắm. Còn thấy ông bà không chưa có cảm giác chưa gì có chứ. Cảm tình gì hết. Cô vừa nhìn thấy chú là cô thấy làm sao, cô nhận xét làm sao? Lúc đó ông đẹp trai lắm, phong độ lắm. Đẹp trai phong độ lắm. Ủa, cách đây 30 năm rồi đó hả? Dạ. Khi mà anh về rồi chị trong lòng thấy sao? Hồi lúc đó mình còn khờ lắm, thì cha mẹ nói chỗ đó được vậy chứ mình ngại lắm, mình mắc cỡ lắm, mình cũng sợ lắm, không biết sao nữa. Rồi ba mẹ nó hơi giờ gã chỗ đó vậy đó thì cũng nghe vậy thôi, chứ cũng không chưa phản kháng gì hết. Lúc có hai mấy tuổi rồi hả? Mà 24 tuổi. Lúc đó là cô có người yêu không? Không có người yêu. Ở nhà cha mẹ coi cha ba khó tính lắm, cho nên là không có bao giờ mà có bạn trai mà khác giới mà về nhà được, không có bạn trai dẫn về nhà. Không anh lúc đó có trải qua mối tình nào chưa? Cái đó thì đẹp trai phải có nhiều mà. Nếu nữa không thì không ai tin hết. Chắc dài mối à.
Rồi cái hai người có liên lạc với nhau sau cái buổi gặp đó không? Không có luôn. Không có luôn. Coi như gặp lần đầu đó rồi tới cái ngày đám hỏi luôn. Đi coi, ba mẹ vẫn đi coi vậy đó. Rồi tới chừng hai người lớn đó rồi hứa với nhau bàn tới cưới hỏi vậy thôi. Chứ còn hai đứa không có gặp nhau luôn. Rồi lúc đó phải cưới thôi, tại vì ba mẹ bắt rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà từ lúc đi coi đó cho tới cái ngày đám cưới là bao lâu? Có một tháng à. Trời ơi. Nói cưới có một tháng một à. Tại vì á, ép cưới rồi. Cưới trước rồi mới thương sau. Chứ còn hồi lúc đầu là đâu có cái tình thương. Trong một tháng đó là cô chú có gặp lại nhau không? Có gặp. Đám nói xong rồi á thì bắt đầu ba nó phải xuống làm rể. Tại vì hứa ba má hứa gả bất tử vậy đó. Rồi đâu có củi có gì đâu. Rồi phải đi xuống làm rể đặng hư củi. Củi để làm đám cưới. Tại vì cái anh bạn rể bây giờ á thì ảnh kêu mình đi coi em vợ coi không. Thì tới chừng mà đây đồng ý rồi mà hứa cưới gả nhau rồi thì ổng nói thôi bây giờ mày xuống làm rể đi, mày cưa củi đồ với tao, chứ bây giờ nhà không có củi rồi sao mà ông đó dụ đó trời. Ông không có người phụ á. Đúng rồi, có người phụ nó đỡ. Ông chạy xuống ông phụ cưa củi. Cái em mới nói là thôi bây giờ tôi xuống làm rể nào, bây giờ cũng chưa có biết làm rể, thôi giờ anh đã trước rồi anh lại phụ tôi đi. Cái hai anh em dẫn xuống là anh cưa củi với tôi chặt củi không biết nữa, bữa củi không biết luôn. Giờ anh dạy anh chỉ rồi cái anh đà làm nhiều hơn mình. À dạ. Mai cũng làm nhiều hơn á. Tự nông kêu qua tại anh đài làm nhiều hơn mệt. Trước khi đám cưới làm rễ bao mấy ngày? Khoảng mười mấy ngày. Mười mấy ngày ở đó có gặp nhau. Lúc đó mắc cỡ lắm. Gặp nhau mà trốn xuống không thì hả? Cũng bữa củi chặt củi rồi tới chuyện ở cũng đem đồ xuống ở hai ba ngày vậy về. Chứ còn hai đứa thì cũng đi ra phụ cứ củi. Ngủ trong nhà luôn hả? Ngủ ở trong nhà cũng như làm rễ cưa củi rồi xong công việc rồi ảnh về. Chứ hai đứa không có nói chuyện gì trơn á. Không nói cái gì luôn á hả? Không nói gì trơn. Ở chung nhà ta chặt củi, cưa củi xong ra ta cưa tay này kia rồi. Ấy này cưa kia tay là chảy máu. Nắm tay này kia đó. Không có luôn hả? Cũng muốn lắm nhưng mà sợ bị la rồi mắc cỡ. Đó ổng phong độ lắm, bạn gái đồ bồ bịch nhiều lắm. Còn mình á thì không có bạn trai. Cho nên gặp ổng mắc cỡ lắm, run lắm. Có một cái bà có tính là ổng bắt buộc phải đi dán mắt Nhật. Là hồi đó là đăng ký kết hôn bây giờ đó. Là dán mắt Nhật. Cái sợ ông này nè, bộ bịch phong độ quá rồi cũng có nhiều khi sợ có bộ bịch đây rồi nó tranh cản đó. Phải đi ra xã dán mắt Nhật. Nếu mà ai có tranh chấp gì đó thì người ta xé. Trời tôi có tranh chấp. Đình liền. Đêm cưới rồi còn anh sợ tranh chấp không? Dạ, giống như đám rượu của mình có tranh chấp vậy đó. Không phải đâu, hồi lúc đầu tiên đó là mình đi cái kết hôn đó là dán mắt Nhật. Làm khi mà thí dụ như ai có xé cái bát Nhật đó thì là cái định lại cũng như là có ra quỹ ban hay quận gì đó, quỹ ban hay là quan công an gì can thiệp cái đó là tính sau. Còn như mà yên hết trơn cái bát Nhật tới ngày đám cưới cũng còn nguyên vậy thì tiến hành tới. Sau đó đám cưới mình có run không, lúc mà lên làm lễ có nắm tay này kia rồi có hung nụ hung đầu tiên ở trên sân khấu này kia không? Thì hồi đó cũng là có nhưng còn ngại lắm. Ngại dữ lắm, cũng đưa lại vậy nè, ai cũng vỗ tay kêu hôn đi hôn đi đó. Rồi cũng nhích nhích vô chút xíu rồi. có nhích là có thích rồi đó. Thường ở dưới quê mấy chú rể mà đêm đồng phòng đó là sáng chơi xả láng rồi tối là quắt cần câu là đi luôn, không có đồng phòng gì trơn. Không biết mình có vậy không? Không, cũng cố gắng chứ, cũng cố gắng cái gì cái chứ mình phải rước dâu về mình phải gì trước mắt là cái đó rồi, tại vì mình cưới về mình phải làm sao cho vui vẻ trong lòng mình những cái ngày tháng chờ đợi gì đó. Đánh dấu chủ quyền cái. nghĩa là có bạn bè mời nhưng mà uống phải cầm chừng đúng không, chứ không phải chơi xả láng. Rồi tối đó chú nói gì với cô? Người con gái trong sáng không biết cái gì hết. Kêu lên giường trước đi rồi mình không thẳng phải mò lên sau. Cái đó là nhường cho mà với phụ nữ, vợ mình ấy lên nằm trước đó, rồi cái cũng ngồi đó nói chuyện một hồi ra ngồi nằm xuống. Mà nói cái gì? Rồi cũng như là nói anh đã thương em vậy đó, rồi dần dần mình mới có cái tình cảm. Nhưng mà bữa đó bảo đảm chưa có thương thiệt nè. Nói cho nó có thôi, mình nói cho có cho nó vui lòng thôi. Đúng không? Tại bữa đó đâu có yêu nhau là ngày nào đâu mà nói yêu nhau. Nó anh thương em rồi nói cho có vậy đó ha. Để có cho nó vui thôi. Cho vui thôi đúng không? Để dụ vô tấn công vậy thôi ha. Mà lúc đó là cô làm sao cô?
Lúc đó họ mới về á, mình cũng hồi hộp, mình lo, cũng sợ, mới là ngày đầu mà về mà. Nhưng mà cái tình cảm của mình đó thì thương vậy thôi, chứ còn mình chưa có nghĩ tới cái chuyện gì hết trơn á. Rồi cái hổng thẳng từ từ chứ, tại vì mình chưa có tình cảm mà. Rồi lần 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 đây chủ động trước đúng không? Lần làm vài ly nó có khí thế. Rồi bây giờ thì anh chị có bao nhiêu cháu rồi? Được hai đứa, trai lớn thì nó 29 tuổi à. Còn đứa gái nhỏ là sau TV đó. Mình về đó mình cũng chỉ là mai mối thôi, có một chút tình cảm với nhau, chưa có yêu thương nhau gì hết. Rồi lúc mà chị về nhà chồng đó, dạ, thì chị có lo lắng điều gì không? Có cãi nhau cái gì với chồng hay là không vừa lòng gì với anh? Cái lo lắng thì mình lo lắng là bên ảnh anh em đông, thì mình cực cái là nội trợ trong gia đình. Còn nói chung là ảnh thì rất thương, rất là lo. Ở quê đó thì làm ruộng này kia nọ vất vả, là nó có vậy thôi, chứ còn mà nói chung thì ảnh rất lo cho mình. Anh em đông là đông lắm, bao nhiêu anh? Đông tới thứ 10 là 9 người con đó, tôi đây thứ 3. Trời ơi, giờ đông lắm quá. Gánh vác dữ lắm. Anh còn em út rồi nhiều lắm luôn. Gánh vác dữ lắm. Về đây là chỉ nội trợ thôi, chứ không có bắt ra đồng ra ruộng. Chỉ nội trợ. Nội trợ mà nấu nhiều người đó ăn cũng mệt lắm á. Trời ơi, cái nồi bự vậy anh. Nói mình mắc cỡ, tại vì sức mới lớn lên không ăn dữ lắm. Đúng rồi, dưới quê là tô tô thôi. Tội nghiệp cũng lắm, nấu nồi cơm hồi đó còn nấu bằng mà củi đó. Rồi phải chắc nước, chắc nồi bự quá chắc đâu có nổi. Thì phải chỉ, em múc ra bớt nước này nè. Em mới làm cái ghế đang để cái nít nồi lên phải chắc chỉ lần lần vậy đó. Rồi lần lần sau mà có tình cảm rồi thương nhau, rồi không có giận hờn gì mà mình thấy cái gì mà hơi thiếu sót rồi mình hướng dẫn cho làm. Tại vì mới về nhà chồng mà đâu biết, mình đâu có gầy lai được. Tội nghiệp đến thôi, buồn bã tội nghiệp. Bao lâu thì mình bắt đầu mới yêu nhau anh? Dường như là không bao nhiêu ngày á, rồi là bắt đầu thương. Không bao nhiêu ngày luôn đúng không? Không bao nhiêu ngày. Đi ra ruộng làm là cứ nôn nóng hết ngày hết giờ đặng về. Đúng rồi. Ở nhà vậy là khi mà anh đi ra ruộng anh làm ở nhà rồi mình phải lo nấu nướng cơm nước cho nhiều người quá. Dạ. Mình có thấy vất vả, có khi nào mình thấy buồn không? Buồn có con gái mới về á, lạ với lại chỗ của ảnh buồn lắm. Xanh quanh về má mồ không nè, rồi em thì nhỏ nhỏ đó. Rồi về cái cảnh lạ đó trời khóc dữ lắm. Rồi nhất mấy cái trời mưa đầu mùa anh thấy buồn. Ngái nó kêu đó rồi khóc hoài à. Xanh quanh mà đó đó cái gần với nhau. Tại vì ở quê của em với quê vợ cũng gần với nhau. Là khoảng đi tới lui khoảng chừng 2 cây số à. Hồi xưa đi bộ không à, chứ đâu có được đi xe đâu. Xe đúng không? Đi qua cầu khỉ rồi vậy thôi. Rồi cô chú sống với gia đình bao lâu thì cô chú mới ra ở riêng? Thì lúc đó cũng cả năm. Lúc có bầu thằng nhỏ đầu tiên hết trơn, rồi mới ra ở riêng. Tại vì thấy em út nó đông quá thôi để ra ở riêng đi, chứ để có bầu rồi đi làm như vậy cực khổ quá, thấy cũng tội. Kêu thợ lại làm nhà rồi đó, đâu có cây cột là mà gì mà tốt đâu. Ra vườn á đốn cây vô đặng rồi kêu thợ lại đục đẽo đó rồi đó cầm cột trong chân không à. Cầm lá rồi lợp thôi đúng không? Dạ, lá thì đi mua cầm sẵn đó, rồi về cây nhà có sẵn dây nhợ rồi thì lợp nhà. Trời ơi, thấy vất vả lắm. Lúc mới ở riêng khổ lắm. Anh thấy là cũng như ra ngoài vườn quang á, cha mẹ cũng cho miếng đất nhưng mà chưa có thành khoảnh, cũng như là nó còn cỏ tùm á. Vậy bởi vậy có khi cắt nhà rồi hai chồng ở đó chứ không dám bỏ đi trong đêm. Sợ có tật sợ ma. Sợ ma dữ lắm. Nhiều khi ở nhà cái mình cũng sợ lắm, mà có nhiều khi thích nhậu, gặp bạn bè gì nhậu. Nhậu cái nhậu ít thì chưa có nghỉ đâu, nhậu nhiều nhậu cái xỉn. Xỉn cái về ở nhà một mình vừa lo mà vừa chăm nữa. Cái về cái nói trời ơi anh nhậu gì mà nhậu không biết đường về rồi tối vậy đó. Bắt đầu giận hai đứa mới cự cãi thôi. Chứ còn bình thường vậy là không có. Còn cãi luôn. Cãi cũng nói qua nói lại vậy đó. Cãi là lúc cãi đó ai lớn tiếng hơn ai nhịn ai. Đây lớn tiếng nhưng mà phải nhịn. Lớn tiếng mọi tiếng thấy nước quá thôi nhịn đi mình về thấy nó. Đây đó giờ mình cũng là nè, cũng ngon lành ha. Mình cũng như mình là phải mạnh dạn hơn. Dù giờ phải mềm yếu cho lại. Nói chung thì không có mà nó xung đột quá. Nhiều khi tức á, thì mình la dữ lên thì thấy ổng làm quá thì mình nín. Đó ông bà già cho được bao nhiêu công ruộng? Được có 2 công ruộng anh. 2 công.
rầm gầy dựng luôn với cái nhà đó. Cái nhà nó nằm trong hai công ruộng đó. Dạ. Rồi mình không làm... cái nhà đó vườn riêng. À, vườn riêng. Riêng ba cũng cho được hai công vườn. À, hai công vườn, hai công ruộng. Dạ, hai công ruộng. Vậy là cũng khỏe rồi. Dạ. Vườn đó mình trồng cái gì? À, vườn đó thì hồi trước là cũng như vườn quan á, rồi cái mình phá ra mình lên liếp đồ làm lại mới á. Rồi cái trồng cây chung quanh vậy thôi. Ở đó là đất biển, xung quanh chỉ lên cái nền nhà thôi. Xung quanh vậy là nước nó ngập. Hồi mới ở riêng vất vả lắm. Tháng 2 mình ở riêng thì tháng 4 mình sanh thằng con. Mà ở trong vùng sâu nó cực khổ lắm. Rồi cái mình nấu rượu nuôi heo. Mà rồi tới chừng con còn nhỏ đó, vừa làm vừa giữ con là vất vả lắm. Nuôi heo nái rồi nuôi heo tơ, cực khổ lắm. Có nhiều khi là mình làm nó bị lỗ, bị thua lỗ. Mấy năm đó mình nuôi heo vậy mà được. Cái lúc sau này cái bắt đầu dịch bệnh. Rồi cái lúc mà dịch bệnh á, mình mới mình đâu có biết mà mình ngừa. Cái nó chết mình nấu hay tới chừng mình biết là mình bị lỗ rồi. Mà bị lỗ hoài vậy đó, lỗ tới mà dịch heo tai xanh. Tới dịch tả châu Phi là mình bó tay luôn. Là tính ra nếu mà lỗ trong khoảng đó là 100 mấy chục triệu đó. Anh thấy ở vườn mà ở quê lỗ 100 mấy chục triệu rồi cũng đuối á. Thì lúc đó sao? Có vợ chồng có lục đục gì không? Không, không có lục đục. Tại vì hai vợ chồng hai vợ chồng là mình quyết tâm mình làm mà. Lỡ mà có thất bại thì cũng hai vợ chồng gánh chịu. Chứ không có lục đục nhau. Nhưng mà cố gắng. Chứ cái lỗ thì nhiều rồi tới chừng sau mình nuôi lại ít lại á. Thì lên giá. Lên giá đâu có bao nhiêu. Rồi mình trả nợ cũng đâu có dứt được. Rồi mới đầu bắt chuyển hướng mình làm khác, mình mấy ruộng đó. Ruộng thì làm cũng không có lời nữa. Rồi mấy ảnh mới chuyển qua làm gãy. Dạ. Làm gãy vất vả lắm mà cũng có khi lời. Mà liều lời ít với lời nhiều chứ không có đánh đổi lỗ như mấy cái nuôi heo. Nghĩa là anh suốt ngày ngoài ruộng, dạ. Gãy chị ở nhà nuôi heo. Dạ. Rồi nấu rượu ha. Nấu rượu nuôi heo. Ảnh đi làm cực lắm, trời chưa nắng thì ảnh không có nghỉ đâu. Ảnh làm suốt. Rồi về thì phụ trong nhà xong mệt mỏi thì nghỉ. Mà nghỉ ha, ngủ thức giấc là ha, là khoảng 1-2 giờ là bắt đầu ảnh đi làm rồi đó. Đổi đèn đi làm. Có bao giờ cực quá mình muốn bu xuôi mình về? Dạ. Mình về nhà của mình không? Không, cái đó là mình không có nghĩ là để bỏ mà về nhà. Buồn thì có buồn nhưng mà cố gắng hai đứa là hợp tác lại. Giờ mình làm cái này không có lời, mình chuyển hướng mình làm cái khác. Mình làm lần lần cố gắng mình làm. Nhưng mà ở quê á, cái lời nó ít lắm. Đúng rồi. Dạ. Miễn sao mình thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Con vẫn không hiểu ha. Tại vì như tụi trẻ của tụi con á, là tụi con rất là cần cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ. Tức là phải đối thoại, con hay dùng cái từ là vợ chồng là phải đối thoại với nhau để mới hiểu nhau được. Như cái công việc của cô chú như vậy á, thì coi như là chú đi sáng ngày suốt đêm, về tới nhà là mệt lã người, chỉ có nằm ngủ thôi. Còn cô cũng vậy, cô cũng có công việc của cô rồi vừa chăm con nữa. Yeah. Rồi nằm xuống một cái là cô cũng chỉ ngủ thôi. Yeah. Thế rồi cô chú tâm sự với nhau như thế nào và vun đắp cái tình cảm đó như thế nào? Rồi mỗi lần mà có những cái mà mâu thuẫn với nhau rồi cô chủ giải quyết nó như thế nào? Muốn tâm sự á, một cái là ngay cái bữa cơm. Cái đó dạ. Nó có thời gian rảnh hơn. Chứ đi làm á thì tối ngày quần quật ở ngoài vườn, ngoài đồng ruộng thôi. Dạ. Không có thời gian để nói chuyện. Thì ăn bữa cơm, không thôi tối về đó ăn cơm xong rồi cái đầu thì... thả mùng ha. Lúc đó thì còn tâm sự chút xíu rồi ngủ quên tiêu rồi. Rồi cái mình cũng có nói là thôi bây giờ là cái tình cảm mình như vậy đó thì giờ phải cũng như thương yêu rồi mình phải thông cảm với nhau tất cả những gì mà thí dụ như mình thấy cảm thấy nó rút mắt quá thì mình phải chia sẻ lại chứ không bao giờ mà nghĩ là phải gầy la mà với nhau. Dạ. Mình thấy là mất tình cảm bị tới lứa tuổi đó chắc mình cũng kinh nghiệm nhiều rồi không muốn cho để vợ mình buồn. Hay quá, thích cái câu này của chú quá. Nói chung á là gia đình mình ở sớm đó là hai đứa rất hòa đồng, cái gì khó khăn thì chia sẻ. Chứ còn mà không có như người ta mà cự cãi để là chửi bới rồi để nói rồi thôi, cái đó không có. Ở chung nhà từ đó về với ảnh tới giờ là không khi nào nó giận mình nói là cuốn gói đi hoặc là thôi là không có. Hai đứa là cứ sợ nghèo, sợ nghèo rồi cứ cố gắng làm để cho sau này con mình nó không có cực khổ như mình. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Hồi xưa giờ chú có viết thư cho cô không? Hồi xưa giờ quen có 1 tháng rồi cái mà cũng không có quen nữa. Không quen. Không quen, không yêu cũng gì chứ. Không có quen. Đem đồng phòng mà nói cho nó có thôi. Em thương em để vô vấn đề thôi, tấn công thôi chứ cũng chưa thương luôn đúng không? Đâu bao giờ viết thư đâu đúng không? Nhưng mà giờ họ thương nhau như thế đó. Thương nhau suốt cả 30 năm nay rồi. Ngày xưa khổ quá cũng có thời gian viết thư. Bây giờ đỡ khổ rồi, có thời gian hơn rồi. Nên chú đã viết cho cô một cái lá thư.
Bây giờ thì con xin phép con đọc cho cô nghe nha. Yeah. Gửi em, hơn 30 năm chung sống với em, anh cảm thấy anh yêu và thương em rất nhiều. Em luôn hy sinh cho anh và con những điều tốt đẹp nhất. Em đã cho anh hai đứa con thật tuyệt vời, và tuyệt vời nhất vẫn là em. Đây là lần đầu tiên anh viết thư gửi cho em để bày tỏ tình yêu to lớn của anh dành cho em. Anh yêu em nhiều. Gọn, xúc tích, tình cảm, yêu thương, hạnh phúc có trong lá thư này hết á. Cô thấy thế nào cô? Rất hạnh phúc. Có bao giờ mà chú nói những cái lời đó với cô không? Có. Có nhưng mà chắc ít lắm cô hả? Bởi vì công việc của cô chú nó quá bộn bề đi. Cơm áo gạo tiền phải lo mỗi ngày, cho nên là chú sẽ ít có những cái bày tỏ về những cái tình cảm, những cái sự lãng mạn dành cho cô. Bây giờ thì chương trình có một cái phần quà dành tặng cho cô chú. Con xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình. Dạ, con xin chào quý ông bà cô chú gần xa trong và ngoài nước. Thì nếu mà quý ông bà cô chú và anh chị thì đã có coi con trên YouTube thì đã biết con với cái biệt danh là Show TV. Còn đây là cái người bạn thân của con. Thì ngày hôm nay con rất là vui khi cha mẹ được tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Thông qua chương trình, con cũng có đôi lời nhắn nhủ đến với cha mẹ. Đối với con không cần gì cao sang, con chỉ cần có cha mẹ và anh hai và chị dâu, một cái gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khoảnh khắc gần đây nhất con nhớ về cái sinh nhật lần đầu tiên mà con tổ chức được cho cha. Thì tại vì ngày xưa là cha mẹ sinh ra thì ông bà ngoại và ông bà nội có ghi lại giấy tờ, nhưng mà bị lưu lạc mất á, thì cha mẹ cũng biết ngày tháng năm sinh của mình. Thì cho nên là tới thời điểm cuối năm này thì con với lại anh hai và mới tìm được cái ngày tháng năm sinh của cha và tổ chức được sinh nhật cho cha. Còn mẹ thì sinh lại tới tháng 7 lận, cho nên là con chưa có thể tổ chức sinh nhật được. Thì con cảm thấy khá rất là vui luôn vì lần đầu tiên tổ chức được sinh nhật cho cha, và lần đó cũng có rất là nhiều cảm xúc đối với con. Là lúc mà lưu lạc giấy tờ á thì cha ghi chỉ có ghi cái năm sinh thôi, thì con nghĩ là cha 58 tuổi. Thì sau khi mà lúc mà tổ chức sinh nhật á, trước cái ngày tổ chức sinh nhật thì cha mẹ có nói chuyện với nhau, và vô tình con nghe được là cha nói là năm nay cha 57 tuổi thôi. Thì lúc đó tự nhiên cái hai nước mắt con cứ rơi xuống, con cảm thấy nó rất là mừng, tại vì là con biết là cha con vẫn còn trẻ. Tại vì mỗi dịp Tết, mỗi lần Tết đến đó, con rất là sợ. Sợ gì cha mẹ phải già đi. Phải, nó thấy mình bệnh nó sợ lắm. Nó sợ con, sợ cha mẹ bệnh lắm. Đây là một trong những hình ảnh mà nó sẽ trở thành cái động lực để chúng ta quên đi những cái mệt nhọc ở ngoài ruộng, ngoài đồng, trong cuộc sống ha. Bây giờ mình mời bé vào đi. Đúng rồi, mình chào đón một nhân vật đặc biệt. Rồi. Xin mời cục vàng. Chào chị. Chào em. Đây là một nhân vật đặc biệt. Rồi. Xuất hiện trong chương trình này. Rồi, chào con. Cục vàng của cô chú đó. Ba mẹ và cả chị Lan và chú Linh mới xem clip của em gửi cho ba mẹ. Yeah. Hai điều rất là đặc biệt đó là cái bông ở trên đầu rất là đáng yêu, và một bé dịch. Rồi sao hôm nay đi không đem bé dịch theo? Dạ, tại vì đi đường xa nó bị say xe cho nên là không có dẫn đi theo được. Ủa nhưng mà sao? Con lại nghĩ ra con lại làm TikTok này kia rồi làm YouTube này kia hả con? Dạ, tại vì con cũng muốn có thêm một cái phần nào thu nhập để cho lo bản thân với lại lo cho cha mẹ con. Dạ. Con nghĩ ra lâu chưa? Con nghĩ từ lúc năm học, con học lớp 10 á. Con lúc nào con cũng muốn kiếm tiền thật là sớm trước khi cha mẹ con tuổi già. Có bao giờ con thấy mẹ con khóc chưa? Mẹ con khóc rất nhiều. Thế rồi lúc đó con làm gì? Con cũng chỉ biết an ủi mẹ con thôi, chứ con thì không có dám tâm sự chia sẻ cái tình cảm thật của mình trước cha mẹ. Dạ. Con có thấy cha con khóc lần nào chưa? Dạ chưa. Nãy giờ cha con rớt nước mắt mấy lần rồi đó. Dạ. Khi mà nhìn hình ảnh con ở trên kia đó, chắc có lẽ cha cũng cảm nhận được cái hạnh phúc là khi con đã bắt đầu có một việc làm, hoặc là tự nghĩ ra làm một sự thành công nho nhỏ ban đầu rồi đó. Yeah. Đúng không anh Huyền? Dạ. Yeah. Yeah. Cái số tiền đầu tiên mà con nhận được từ cái việc mà con nghĩ ra đó là YouTube á. Dạ đúng. Lúc đó
Con nhận con cảm thấy như thế. Dạ con cảm thấy rất là hạnh phúc và những cái gì con cố gắng được cuối cùng cũng đã đền đáp. Thì con cũng cố gắng, mặc dù là khoảng cái thời gian mà con làm á là suốt một năm trời và chưa có nhận lại được thành quả luôn, nhưng mà con vẫn cố gắng, con kiên trì. Con cũng có quyết tâm là nếu một cái việc gì đó mình không có lòng kiên trì với lòng kiên nhẫn á thì sẽ không bao giờ thành công được hết. Cho nên con quyết tâm mỗi ngày sau khi giờ học về á thì con cứ đều quay clip và đăng cho mỗi ngày đều hết trong một tháng như vậy luôn. Và cuối cùng thì cũng một cái cơ duyên nào đó đưa con đến là có một chú Dịch á, đó là cái người bạn để giúp con tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Dạ, và tới tận bây giờ luôn. Đó là một cái hình ảnh lạ đó. Dạ. Hả? Những cái đồng tiền đầu tiên đó con nhận được, con có mua quà gì cho ba mẹ? Dạ có. Tiền đầu tiên này con có tiền á là con mua đồ ăn thịt ngon cho cha mẹ con. Dạ. Trời, ăn rớt nước mắt luôn anh nha. Với những món quà đầu tiên mà con mình mua, những món ăn ngon như vậy, ngồi ăn thật chắc Linh. Nếu mà Linh là chắc Linh rơi nước mắt lên ăn những cái món ăn đầu tiên đó. Khi chính đồng tiền bằng cái sự suy nghĩ, sáng tạo, mồ hôi nước mắt của con mình làm ra. Nó nhận được tiền vô gấp rồi là khóc nhiều lắm. Tại vì nó thành công mà nó vừa mừng á. Tới chừng lúc mà heo nó chết rồi mình không còn mà tính là nuôi nó nổi, cái đi học đại học nữa. Nó nói giờ con cố gắng nhưng mà dứt khoát mẹ không cho con đi làm, mẹ tạo mọi điều kiện để mẹ lo cho con học, con thành tài. Rồi nó giờ thôi để con làm, nếu mà con may mắn con có duyên á thì con làm có tiền để con trang trải cuộc sống. Rồi con mình đi làm đi học thì ở nhà mình con hỗ trợ con là mọi cách. Rồi mình lo, mình chuẩn bị đồ đạc cho nó. Thì đi học xong rồi nó về thì nó quay video này kia nọ, nó biết nó kỹ thuật á. Và mình đâu có gành trên mạng trên gì thì nó làm. Thì xong rồi nó buông ra đi học, ở nhà mình dẹp dọn, mình làm cho nó, mình chuẩn bị cho nó. Coi clip thì cô Lan có thấy con bày tỏ cái tình cảm với cha mẹ rồi. Nhưng mà bây giờ nè, trực tiếp với cha mẹ, đối diện trực tiếp với cha mẹ, con có muốn nói cái gì với cha mẹ không? Dạ có. Dạ thì thông qua chương trình Tình Trăm Năm thì con cũng có đôi lời chia sẻ và nhắn nhủ với cha mẹ. Thì con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà sống trong một gia đình thì có đầy đủ cha và mẹ, anh hai lúc nào cũng yêu thương nhau hết. Mặc dù cha mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào cái tình cảm cũng như vợ chồng son hết trơn. Đó là cái niềm mà khiến con hạnh phúc và ước ao sau này con cũng có một cái gia đình như vậy. Dạ, cũng có một người chồng lúc nào cũng yêu thương và chia sẻ, như hiểu cái tâm lý của vợ mình như là cha con vậy đó. Dạ. Mình cũng rất tự hào, mình cũng có được đứa con hiếu thảo. Dạ. Con cũng không có mong sao thì cha mẹ con hoàn cảnh như thế nào cũng được. Thì con cũng cố gắng hết mình để có thể lo lại cho cha mẹ con. Tại vì cái hoàn cảnh của cha mẹ con nó không giàu có như bao người. Nhưng mà con, cái đó là cái động lực lớn nhất nhờ tình cảm của cha mẹ mà khiến cho con biết yêu thương và cũng như là biết cố gắng như bây giờ, biết trân trọng cái sức lao động của cha mẹ mình. Hay quá. Bây giờ cả nhà mình á, mình đứng về mình ôm cha mẹ cái như nào. Tuyệt vời. Có đôi khi chúng ta sinh ra một gia đình khá giả chưa chắc chúng ta đã thành công. Có những đứa trẻ là y vào cái sự thành công của gia đình mình mà trở nên lơ làm việc học với việc mà mình suy nghĩ để mình làm ra đồng tiền. Nhưng ở đây bé nó cũng đúng, tức là cũng nhờ vào cái hoàn cảnh đó, nhờ vào những cái đó mà đã trở thành cái động lực để bé có thể phát triển. Tương lai còn dài lắm, hãy cố gắng lên nữa, học thật giỏi con nha. Yeah. Cố gắng làm tốt của mình để không phụ lòng cha mẹ. Chúc mừng anh nha. Yeah. Chúc mừng anh. Có chúc mừng chị. Dạ, cảm ơn.